Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2024. Em là chủ kênh nhà vườn Cường Hiền lên một video bán hàng chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn Năn Khang, xã Yên Thạch, huyện Sùng Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất nhiều các mặt hàng con giống tới tất cả các bác cô chú anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Và sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay, đó là một chậu nái ám mắt trâu lưng xanh của Phú Thọ các bác nhá. Một dòng hoa mà rất là thơm, đặc sản của Phú Thọ luôn ạ. Chậu này thì nó có 4 thân tơ các bác nhá, 4 thân tơ. Chậu này thì tổng của nó là nó sẽ có khoảng 7-8 mầm gốc. Nhưng mà những cái mầm như thế này thì em không tính các bác nhá. Nên là cái chậu này em chỉ tính là 4 mầm gốc thôi ạ. 4 mầm gốc là những mầm khỏe đẹp như thế này. Đấy. Chậu này là 4 mầm các bác nhá. 4 mầm, có những cái mầm mà nó bị lỗi như này thì không tính. Đấy. 4 mầm gốc và 4 thân tơ này. Đấy, các bác sưu tầm chậu này về là cái năm nay các bác ngắm hoa. Mẹ thì đang bắt đầu xuống lá đây rồi ạ. Cái đơn hàng số 1 này, cái này thì có một chậu duy nhất chia sẻ để tất cả các bác cô chú anh chị. Cái đơn hàng số 1 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng cho đơn hàng số 1. Hoa của ám mắt trâu thì cực kỳ là thơm, mặt bông thì em có để ở phía góc bên trái màn hình. Mời các bác cô chú anh chị mình cùng tham khảo. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay đó là một chậu hồng xòe xanh này, màu một cái màu hồng như là hồng phấn luôn các bác nhá. Chậu này thì có 3 mầm gốc, đây cả cái mầm nhỏ này là 3 mầm các bác nhá, 3 mầm. Chậu này thì có hai thân tơ này các bác này, hai thân tơ. Đấy, một thân này đang nhú nụ rồi. Một thân này ra kỳ. Cái đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 2. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay, một chậu hồng xòe xanh 2 mầm gốc các bác nhá, 2 mầm gốc. Hai mầm này thì rất là đều nhau. Rất đều nhau và rất là đẹp. Chậu này thì có hai thân tơ các bác nhá, hai thân tơ. Đấy, hai thân tơ đều nhú nụ. Đấy, thân này cũng đang nhú rồi, hai thân này đều nhú các bác nhá. Cái đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác giá là 170.000 đồng cho đơn hàng số 3. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay, một chậu hồng xòe xanh hai mầm gốc. Cái lá này nó không vấn đề gì các bác nhá. Đấy, ngọn vẫn đang đi rất là khỏe. Chậu này thì cũng có hai thân tơ các bác nhé. Và đang nhú nụ. Nhú nụ các bác về ngắm hoa năm nay luôn. Hồng xòe xanh. Một bông, mặt bông rất là đẹp luôn nhé. Cái đơn hàng số 4 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 4. Cái này các bác có thể sưu tầm 2-3 chậu về các bác ghép thành một cái chậu nái. Cái này các bác ghép một chậu nái là sang năm các bác ghép 4-6 mầm gốc. Là sang năm là những cái mầm gốc như này thì cuối năm thì nó cũng phải tầm khoảng 80-1 mét. Về là các bác có một chậu nái đẹp luôn. Đơn hàng số 4 150.000. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay, một chậu hồng xòe, chậu này 3 mầm gốc các bác nhé, 3 mầm gốc và một thân tơ. Thân tơ này thì mắt chưa sưng này, chưa sưng các bác nhé. Cái đơn hàng số 5 này em chia sẻ cho các bác với giá là 160.000 đồng cho đơn hàng số 5. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay, chậu này 2 mầm gốc các bác nhé, 2 mầm gốc. Cái lá này lắm trước là em làm sát này. Cái lá này nó hơi lỗi một xíu thôi nhé. Ngọn không vấn đề gì, ngọn vẫn đang đi rất là khỏe. Đang nụ thôi nhé, đang nụ đấy ạ. Vậy để các bác ngắm hoa. Thân này cũng thế các bác nhé, hai thân luôn. Hai thân này đều ra nụ. Hai mầm gốc, mầm gốc rất là to luôn các bác nhé. Mầm gốc phải rất là to. Cái lá này nó không ảnh hưởng gì đâu các bác nhé. Đấy, ngọn này, ngọn đang đi phà. Cái đơn hàng số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 6. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay, chậu này 2 mầm gốc các bác nhá, 2 mầm gốc, chậu này 2 mầm gốc cũng rất là đều nhau này. Đấy, các bác có thể sưu tầm 2 chậu này, mầm gốc bằng nhau này về các bác ghép. Đấy, đang nụ các bác nhá, đang nụ. Đấy, tất cả đều đang nụ và các bác về ngắm hoa năm nay luôn. Cái đơn hàng số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 170.000 đồng cho đơn hàng số 7. Hồng xòe. Xòe này thì nó có xòe xanh và xòe đỏ các bác nhá. Cái xòe đỏ thì nó sẽ lâu lớn, còn cái này là dòng xòe xanh, lớn rất là nhanh, hoa rất là đẹp. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay, một chậu nái hồng xòe xanh. Chậu này thì có 4 mầm gốc các bác nhá, 4 mầm gốc. Chậu này thì các bác sưu tầm về làm chậu mẹ.
chậu mẹ luôn này. Cái này thì các bác về các bác không cần phải ghép nữa, các bác cứ để như này thôi. Đấy, một bên là 3 mầm và một bên là 1 mầm, tổng là 4 mầm. Đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng cho đơn hàng số 8. Đấy, cái này mẹ già vẫn đây các bác nhá. Mẹ già chưa xuống lá. Đấy, mẹ già vẫn còn rất là khỏe. Nuôi. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay đó là một chậu hồng yên thủy của nhà hồng yên thủy. Chậu này thì hai mầm gốc đấy ạ. Em tính là hai mầm gốc dễ rất là khỏe rồi, bám chậu rồi. Chậu này có một thân mẹ này, mẹ đang rất là nhiều nụ để các bác về ngắm hoa. Đấy ạ. Đấy, rất là nhiều mắt hoa luôn các bác nhá. Cái đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác giá là 130.000 đồng cho đơn hàng số 9. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay, chậu này một mầm gốc các bác nhá, một mầm gốc rất là to khỏe, ngọn đang đi phà phà luôn. Và một thân mẹ cũng đang nụ. Cái đơn hàng số 10 này, chậu này một mầm gốc thì em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 10. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay, đây chậu này cho bác nào thích ngắm nhiều hoa này, đây. Chậu này đây, hoa này đang rất là nhiều nụ bây giờ. Chậu này hai mầm gốc các bác nhá, hai mầm gốc rất là đẹp. Cái đơn hàng số 11 này em chia sẻ cho các bác với giá là 130.000 đồng cho đơn hàng số 11. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 ngày hôm nay, một chậu nái hồng yên thủy. Chậu này hai mầm gốc các bác nhá, hai mầm gốc đấy ạ. Và một thân tơ. Tơ đang nụ. Cái đơn hàng số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 12. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 ngày hôm nay, chậu này thì một mầm gốc thôi nhá, một mầm gốc đây, lá lỗi tuế tung luôn. Đấy, mầm gốc này rất là khỏe. Chậu này thì chỉ có một mắt hoa thôi các bác nhá. Chậu này có một mắt hoa thôi, còn đâu là tất cả đều ra ki. Chậu này em chia sẻ về nếu như bác nào mà có cái gỗ lũa hoặc là có những cây to, các bác về có thể cắt nguyên cái thân mẹ như này để các bác ốp vào luôn. Đấy, để cho nó bám luôn vào nhé. Vì những con này dễ ra rất là khỏe rồi. Cái chậu này thì vì là nó ít hoa. Ít hoa vì là bây giờ rất là nhiều bác là thích ngắm hoa. Chậu này nó hơi ít hoa nên là cái đơn hàng số 13 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000. Đấy, 100.000 cho đơn hàng số 13. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết. Đấy, chậu này hai mầm gốc các bác nhé. Hai mầm gốc này. Một mầm gốc to, một mầm gốc nhỏ. Cái này mẹ già vẫn còn nguyên, về các bác vẫn có thể khai thác được một hai cái kia. Cái đơn hàng số 14 này em chia sẻ cho các bác giá là 160.000 đồng cho đơn hàng số 14. Bạch tuyết này thì một năm nó đẻ khoảng 3 lần. Đấy, các bác sưu tầm những cái chậu này cuối năm này các bác vẫn được khoảng tầm 4 cho đến 6 mầm gốc nhé. Đơn hàng số 14. Em chuyển qua đơn hàng số 15. Đơn hàng số 15 ngày hôm nay, chậu này thì hai mầm gốc không nhá, hai mầm gốc này, một mẹ lỡ rồi. Đấy. Cái đơn hàng số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng cho đơn hàng số 15. Bạch tuyết là một trong những dòng 5 cánh trắng cao cấp rất là đẹp, dễ hoa. Và nó là cái dòng mà đẻ nhiều nhất các bác nhá. Bình thường thì một năm thì các như các mặt bông khác họ nó chỉ đẻ một lần thôi, nhưng mà cái dòng này nó đẻ 3 lần. Đấy, đơn hàng số 15. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 ngày hôm nay, một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết, chậu này 3 mầm gốc luôn nhá, 3 mầm gốc. Cái đơn hàng số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 220.000 đồng cho đơn hàng số 16. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay, chậu này hai mầm gốc thôi nhá, hai mầm gốc. Mẹ già đây. Cái này có một mẹ già rất là dài. Cái mẹ già này xuống lá rồi về các bác có thể test hoa luôn này. Cái đơn hàng số 17 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 17. Em chuyển qua đơn hàng số 18. Đơn hàng số 18 ngày hôm nay, chậu này cũng hai mầm gốc thôi nhá, hai mầm gốc và hai thân tơ. Thân tơ này thì nó cũng xuống lá rồi, về các bác có thể tiết hoa. Tiết hoa các bác có thể tiết bằng duy đỏ cũng được ạ. Cái đơn hàng số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 18. Và các bác xem ở trên video mà nó chưa được rõ nét thì các bác kết bạn với em qua Zalo, số điện thoại là 0349 581 888. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một gửi qua Zalo cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 19. Đơn hàng số 19 ngày hôm nay đó là một chậu nái 5 cánh trắng bạch tuyết. Chậu này 8 mầm gốc các bác nhá, 8 mầm gốc. Đây ạ. Mầm nào mầm đấy rất là khỏe và rất là đẹp luôn. Các bác sưu tầm chậu này về ngắm hoa năm nay này, sang năm là các bác có chậu nái to. Chậu này đang nụ các bác nhá, đang nụ đây. Đấy, nụ rất là to rồi.
rất là nhiều mắt hoa. Cái này có hai thân hoa các bác nhé, hai thân hoa để các bác về ngắm hoa cho yên tâm, và rất là nhiều ki. Chậu này thì đủ ba yếu tố này, hoa rồi ki rồi mầm gốc. Cái đơn hàng số 19 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 1.800.000 đồng cho đơn hàng số 19. Đấy, cái này thì em có một chậu duy nhất chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị mình. Em chuyển qua đơn hàng số 20. Đơn hàng số 20 ngày hôm nay đó là hai chậu hồng minh châu các bác nhá, hai chậu hồng minh châu. Mỗi chậu thì có một mầm gốc này. Cái này thì các bác về thì các bác ghép chung vào một chậu. Ghép chung vào một chậu để các bác trồng là một chậu nái. Cái này lấy thì các bác lấy thì có thể là em sẽ nhấc ra và về các bác trồng lại. Cái đơn hàng số 20 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 20. Em chuyển qua đơn hàng số 21. Đơn hàng số 21 ngày hôm nay đó là một chậu hồng bồng lai. Hồng bồng lai các bác nhá, một mầm gốc, một thân mẹ. Mẹ xuống lá gần hết rồi. Mẹ này thì khả năng là sẽ cho hoa thôi. Thế như vừa rồi là em chia sẻ rất là nhiều chậu, nhiều chậu đang nụ đấy ạ. Cái đơn hàng số 21 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 21. Mầm gốc siêu khỏe đẹp luôn các bác nhá. Cái này thì các bác cũng sưu tầm 2-3 chậu về các bác ghép làm một chậu nái. Em chuyển qua đơn hàng số 22. Đơn hàng số 22 ngày hôm nay đây là một cặp luôn các bác nhá, một cặp hồng bồng lai. Bồng lai là một trong những mặt bông rất là đẹp, một mặt bông hồng cao cấp luôn các bác nhá. Cái đơn hàng số 22 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 160.000 đồng cho đơn hàng số 22. Em chuyển qua đơn hàng số 23. Đơn hàng số 23 ngày hôm nay, một chậu hồng bồng lai, đây mầm gốc đây. Mẹ này, mẹ rất là trông rất là khỏe luôn các bác nhá. Cái đơn hàng số 23 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 24. Đơn hàng số 24 ngày hôm nay, đây một chậu hồng bồng lai, một mẹ một con. Đấy, mẹ rất là khỏe, con này. Con các bác nhìn con này. Con rất là lớn rồi, rễ này. Đấy, đang là rễ trắng rồi. Cái đơn hàng số 24 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 24. Em chuyển qua đơn hàng số 25. Đơn hàng số 25 ngày hôm nay, một chậu hồng bồng lai, một mầm gốc, một thân tơ. Cái đơn hàng số 25 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. Cái này các bác cứ làm 3 chậu như này, về các bác ghép vào một chậu gỗ khoảng size 30. Đấy, là sang năm các bác có một chậu nái bồng lai rất là đẹp. Thế đơn hàng số 25. Hết đơn hàng số 25 này là hết hồng bồng lai. Em chuyển qua đơn hàng số 26. Đơn hàng số 26 ngày hôm nay đó là hai chậu năm cánh trắng phú thọ. Hai chậu này thì tổng là ba mầm gốc. Và cái đơn 26 là các bác lấy là em cũng sẽ nhấc ra và về các bác trồng lại. Vì là cái này thì cái cước phí để gửi cả chậu này thì nó rất là nặng, nên là em sẽ nhấc ra. Vì là hai chậu này thì chỉ có 100.000 thôi. Đấy, 100.000 thì tính ra có 30, hơn 30.000 một đầu. Mà đây ạ, có những đầu này nó rơi vào khoảng 35 sen rồi các bác nhá. Có những đầu rơi vào 35 sen rồi. Có những cái đầu này thì khoảng 25, 27, 30 đấy. Cái đơn hàng số 26 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. 100.000 đồng cho 3 đầu. Em chuyển qua đơn hàng số 27. Đơn hàng số 27 ngày hôm nay đó là một chậu nái 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này hai mầm gốc các bác nhá, hai mầm gốc. Đấy, và hai thân tơ. Chi chít nụ luôn các bác nhá. Đấy, ra nguyên nụ thôi, về các bác ngắm hoa. 5 cánh trắng Phú Thọ vẫn là một trong những mặt bông rất là đẹp luôn các bác nhá, rất là sai hoa, dễ hoa đấy ạ. Cái đơn hàng số 27 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 27. Đấy, những cái mầm gốc này thì cuối năm vẫn mét hơn mét là chuyện bình thường các bác nhá. Cái này các bác mà sưu tầm được khoảng 3 chậu như này là 6 mầm gốc, về các bác ghép một cái chậu khoảng size 450 ấy. Năm nay các bác ngắm hoa rồi, sang năm các bác có 6 mầm gốc khoảng 6 mét là một chậu tác phẩm đẹp. Đấy, đơn hàng số 27 250.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 28. Đơn hàng số 28 ngày hôm nay, một chậu nái 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này hai mầm gốc cũng nhá. Mầm gốc này nó phải cao tầm khoảng 40 rồi. Cao tầm 40, ngọn đang đi phà phà. Đấy, mầm gốc rất là to luôn các bác nhá, rất là to. Chậu này thì cũng đang rất là nhiều nụ rồi các bác này. Đấy, siêu nhiều nụ rồi các bác về ngắm hoa luôn. Cái đơn hàng số 28 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 28. Em chuyển qua đơn hàng số 29. Đơn hàng số 29 ngày hôm nay, một chậu nái 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này 3-4 mầm gốc thôi nhá, 3 mầm gốc. Có một cái mầm nhỏ nữa ạ. 4 mầm. Chậu này có 4 thân hoa các bác nhá, 4 thân hoa này ạ. Siêu sai hoa luôn. Đấy, đây ạ. Đang rất là nhiều nụ cho các bác về ngắm hoa. Thân này nữa, đấy, còn một cái thân mẹ này, thân mẹ này vẫn còn nguyên lá này. Đấy. Cái đơn hàng số 29 này em chia sẻ cho các bác với giá là 430.000 đồng cho đơn hàng số
29, 430.000. Một chậu nai Phú Thọ các bác về ngắm hoa. Hoa này chắc chỉ tầm khoảng nửa tháng hoặc 20 ngày nữa là sẽ nở thôi. Hoa này tất cả là hoa tự nhiên các bác nhé. Đây các bác nhìn mẹ này. Mẹ này em cho ăn nắng nhiều ấy. Thân nó rất là vàng. Nó xuống lá sớm. Đấy, nên là nó ra hoa nhé các bác nhé. Các bác mà muốn nó cây ấy, mà nó ra hoa ấy, thì cứ tầm khoảng tháng 11 là các bác cắt nước dần cho ăn nắng nhiều lên giúp em. Là cây gần như nó sẽ ra hoa 100% luôn. Và em vẫn còn, em có khoảng 15-20 chậu cái hàng size như này. Nhưng mà cái này thì em sẽ bán giá thanh lý theo đầu nhá. Cái này thì vẫn bán với giá là 10.000 một đầu. Đấy, cái này là Phú Thọ các nhá. Nằm cạnh chồng Phú Thọ đây. 10.000 này như này nhá các nhá. Đấy ạ. Đấy. Nói chung là cái này thì nó sẽ có cái dài có cái ngắn, nó bù trừ các nhá. Cái này là bán là 10.000 một đầu. Đấy, cái này các bác mà lấy thì là em sẽ đi đơn từ 10 đầu là từ 100.000. Cái này các bác lấy thì các bác kết bạn qua Zalo, sau đó em sẽ gọi trực tiếp và em sẽ nhấc ra cho các bác nhá. Cái này thì có Phú Thọ HO. Phú Thọ HO thôi. Đấy. Bác nào mà muốn ghép cây, ghép đũa hoặc ghép những cái chậu to, chậu tác phẩm ấy thì các bác sưu tầm những cái dòng này. Cái này thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em. Đấy, em sẽ gọi và em sẽ nhổ ra cho các bác này. Và đơn hàng số 29 thì cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.